Rồi các bạn ha, chúng ta vừa học xong cái phần nội dung về phương pháp thì chúng ta sẽ đi vào trình tự phương pháp giải cái mô hình dự sang bằng hàm số 1 bằng 2. Thì đầu tiên chúng ta xác định được cái thời đoạn đầu tiên. Thì chúng ta xác định cái tham số A0 và B0. Thì A0 và B0 này chúng ta xác định bằng A và B từ cái phương trình ước lượng này mà từ cái phương trình xu thế đường thẳng này y bằng A cộng BT. Thì mình suy ra thì ta có là y mũ t cộng 1 bằng a t cộng b t mà, nên mình suy ra y mũ 1 bằng a 0 cộng b 0, đúng không ạ? A 0 b 0. Sau khi mình có được cái thì a 0 b 0 rồi, mình tính được cái thầy được s 0 bằng 2, s 0 bằng a 0 trừ b 0 thêm 1 trừ alpha trên alpha và s 0 bằng 2 bằng a 0 trừ 2 lần b 0 đang 1 trừ alpha chia cho alpha. Chú ý ha, bậc 1 là cái này là số 1, bậc 2 ở đây là số 2, còn viết lại tương tự. Sau khi tính được cái S0, S0 bằng 2 rồi, các bạn sang cái thời đoạn thứ hai, đó là mình tính được S1 và S1 bằng 2. Thì S1 bằng gì? Bằng alpha Y1 cộng 1 trừ alpha S0, đúng không? Em thức tổng quát này, ST bằng alpha YT cộng 1 trừ alpha ST trừ 1 này, đúng không? Thì S1 sẽ bằng 1 trừ 1 bằng 0, cho chính là S0 này ha. Và ST bằng 2 thì mình tương tự như thế, mình thay thế giá trị Y1 ở đây sẽ bằng giá trị S1 là xong. Đó, nghĩa là bằng S1 bậc 2 bằng alpha S1 cộng với 1 trừ alpha S0 bậc 2. Sau khi tính được cái S1 với S1 bậc 2 rồi, đó, thì mình tính được A1 và B1. A1 bằng gì? Bằng 2 lần S1 trừ S1 bậc 2. Và B1 bằng alpha chia cho 1 trừ alpha nhân với S1 trừ S1 bậc 2. Đấy, mình chú ý cái này một xíu. Sau khi mình tính được A1, B1 rồi, mình tính được Y mũ 2, tính là giá trị dự báo thời điểm t bằng 1 đấy, đúng không ạ? A1 cộng với B1. Mình sang cái thời đoạn thứ ba hay là thời đoạn thứ k cộng 1 thì mình có được cái công thức đó là gì? Tổng quát đó là gì? SK bằng alpha YK cộng với 1 trừ alpha SK trừ 1 và SK bậc 2 bằng alpha SK cộng 1 trừ alpha SK trừ 1 bậc 2. Và mình tính AK BK, AK bằng 2 là SK trừ SK bậc 2 và BK bằng alpha trên 1 trừ alpha trừ alpha trên 1 trừ alpha nhân với SK trừ SK bậc 2. Mình tính được cái Y mũ K cộng 1 bằng AK cộng BK. Mà ở đây thì trong chương trình học chúng ta, trong tính mà thực hành tính toán á, thì cho các bạn tính đến giá trị là Y mũ 3 thôi, nghĩa là K chúng ta bằng 2 thôi. Đó, nghĩa là mình tính được S2 và S2 bậc 2, mình tính được A2 B2, mình tính được Y mũ 3. Nên các bạn cũng đừng quá lo lắng, các bạn cũng không cần thiết phải nhớ công thức tổng quát này đâu. Các bạn nhớ cái tương tự cho thầy cái bậc 1 lên thì ở đây 2 nè, đây 2 đúng không? Ở đây là 1, ở đây 2 thì ở đây là S2, tương tự như thế mình cái trị bạn. Rất là dễ nhớ ha. Thấy là nhiều công thức nó hay rối như thế nhưng mà cũng rất là dễ nhớ. Và cũng tương tự như cái phương pháp sang bằng hàm số mũ bậc 1, chúng ta cũng lựa chọn cái alpha theo cái tổng sai số dự báo bình phương là SSM min, nghĩa là mình thay thế cái giá trị alpha chúng ta bằng từ 0,01 đến 0,96, mình tính sao cho để sigma của YT trừ Y mũ T là cái bình phương là min, đúng không? Thì cái này chúng ta trong đó nắm để chúng ta biết trong nội dung phương pháp thôi, chúng ta cũng không chú trọng nhiều cái vấn đề này. Và cũng tương tự như thế, dự báo khoảng này cũng tương tự như phương pháp dự báo sang bằng hàm số mũ bậc 1, nên thầy cũng không nhắc lại. Và các bạn cũng không còn quan tâm là cái thầy vấn đề nhiều. Vì vậy trong khi tính toán thì thầy cũng không cho các bạn tính dự báo khoảng trong cái phương pháp sang bằng số mũ này đâu. Ta đi vào phần 4.3.3, chính là ưu điểm và nhược điểm của cái dự báo sang bằng hàm số mũ này. Và đây chúng là những cái câu hỏi mà cho các bạn phần ôn tập. Thì bạn thấy là gì? Ưu điểm thì chúng ta đọc kỹ lại cái phần nội dung trong phần 4.3 này, chúng ta thấy được cái ưu điểm của nó, nghĩa là gì? Nó khôi phục liên tục những cái giá trị dự báo, đúng không? Và muốn cho ra giá trị dự báo ở thời điểm kế tiếp thì phải dùng giá trị dự báo ở thời điểm hiện tại. Đấy. Và nó thích cho nó có khả năng thích nghi cao với tình hình thay đổi thực tế. Vì sao? Vì cái tham số này, thực chất cái tham số từ cái phương trình xu thế chúng ta đó nó có thay đổi theo thời gian. Vì vậy nên chúng ta phải sử dụng cái phương pháp sang bằng hàm số mũ này. Và cái nhược điểm của nó là gì? Nếu là chúng ta sử dụng cái viết cái phương trình bậc cao thì chúng ta tính toán nó càng phức tạp.
Mặc dù là cái phương pháp săn bằng số 1 này tính toán cũng đơn giản và cho cái bài dự báo chính xác, đó chính là phần ưu điểm. Nhưng nhược điểm của nó là gì? Chúng ta tính toán nó cũng phức tạp đối với những cái săn bằng bậc cao các bạn ha. Ví dụ như bậc 3, bậc 4, bậc 5 chẳng hạn thì nó sẽ rất là phức tạp. Nên vì vậy nên đó thực ra là được xem là những cái nhược điểm. Ngoài ra thì đối với phương pháp săn bằng hàm số mũ này á, thì mình thường dự báo mình khôi phục liên tục, mình tính cả giá trị, mình vừa tính giá trị ước lượng và mình vừa tính, mình vừa xem giá trị thực tế, mình vừa sử dụng cả số liệu thực tế và cả giá trị dự báo, đúng không, của các năm trong quá khứ để mình cho ra giá trị dự báo ở thời điểm kế tiếp. Vì vậy nên nó tính toán sẽ tốn thời gian hơn, nó sẽ phức tạp hơn và nó dễ nhầm lẫn hơn. Đó có thể xem là cái nhược điểm của phương pháp này. Và cũng như thầy nói, cái nhược điểm chính của nó là chúng ta sử dụng cái bậc cao thì nó cũng phức tạp. Và cũng tương tự như cái phương pháp dự báo hình dự thống kê, thì cái phương pháp dự báo săn bằng số mũ này á, thì chúng ta áp dụng trong dự báo ngắn hạn và trung hạn thôi, chúng ta cũng không dự báo dài hạn được. Đó là những cái ưu điểm và nhược điểm của phương pháp.